Tập 1. Vương quốc Hai Lan là một đất nước của tinh linh, họ là loài rất yêu hòa bình yêu những gì đẹp đẽ và vui vẻ. Tinh linh đã sống yên bình suốt mấy trăm năm thế nhưng kể từ 500 năm trước khi con người nổi dậy biến họ thành nô lệ, cuộc sống của tinh linh trở nên thật khốn khổ. Và người mẹ này đang tự tay làm một món kẹo đường trong lúc giảng giải cho cô con gái về tinh linh. Kẹo đường là món ăn thần thánh đem lại thọ mệnh cho họ cũng như hạnh phúc cho con người. Tinh linh chính là loài đã phát minh ra món này cũng như cách tinh luyện đường bạc từ đường táo thế nên các nghệ nhân kẹo đường đặc biệt là bậc thầy kẹo bạc không được phép coi thường tinh linh mà phải coi họ là bạn còn giờ đây an đã lớn cô sẽ nối nghiệp người mẹ đã mất trở thành một bậc thầy kẹo bạc vừa mới bắt đầu lên xe ngựa định rời khỏi làng thì cô được cậu bạn jonas gọi lại thì ra an đã bí mật lên đường vì sợ nếu tạm biệt cậu sẽ ngăn cản mình an cảm ơn gia đình bạn cũng như cả làng luôn đối xử tốt với mẹ con mình nhưng cô vẫn muốn tham gia hội trợ kẹo đường năm nay jonas cũng là một nghệ nhân kẹo đường và cậu không yên tâm khi để một cô gái 15 tuổi nhưng bé xíu người thì gầy nhom lại có mỗi cái xe ngựa cũ rích rời đi xa. Dù sau đó mới là An mà Jonas say đắm nên từ lúc mẹ con cô chuyển đến ngôi làng này cậu đã liên tục ngỏ lời kết hôn không biết bao lần. Thánh còn khoe gia đình mình rất giàu sẽ khiến An được hạnh phúc nhưng nhỏ đâu có thèm nghe, bởi cô tin rằng cậu ấy chỉ thương cảm vì mẹ mình mất thôi chứ đó không phải lời cầu hôn thật lòng. Thay vì kết hôn phải sống như vợ người ta thì An lại muốn một cuộc sống tự do theo đuổi ước mơ hơn đến một thị trấn nọ thấy có đám đông đang chứng kiến cảnh gã thợ săn tinh linh dẫm đạp hành hạ một cậu tinh linh đó là tinh linh lao động định lấy lại cánh để bỏ trốn khỏi chủ nhân của nó bởi cánh là sinh mạng của tinh linh mọi người xung quanh không ai dám giúp đỡ vì sợ bị tên thợ săn tinh linh trả thù ngay giây phút đó an chạy lại gần sút nhẹ cái vào chân lão khiến dân làng xung quanh bật cười và trả lại chiếc cánh cho tinh linh nhưng cậu ta lập tức ôm cánh bỏ chạy vì không muốn cảm ơn bọn loài người lão thợ săn tinh linh điên tiết lên định tát cho cái khiến người dân mới dám lên tiếng xì nhục gã là tên người lớn mà định đánh cả trẻ con và cũng khen cô bé dũng cảm dám đứng ra vì tinh linh an lập tức đến chợ tinh linh nơi bán các loại như tinh linh lao động tinh linh thú cưng muốn mua tinh linh chiến đấu nhưng hầu hết mọi người ở đây không dám bán loại nguy hiểm đó chỉ duy nhất một ông già có bán một con được coi là hàng lỗi thì an tiến đến xem cơ mà hình ảnh trước mắt khiến cô như sửng sốt bởi sự đẹp đẽ diễm lệ ấy nhưng ngược lại mỏ anh ta rất hỗn ngay lần đầu đã gọi cô là bù nhìn thì an phải khẳng định mình đã là phụ nữ trưởng thành ông bán hàng giải thích nó luôn lên tiếng miệt thị bất cứ ai đi qua nhưng bù lại đây là hàng thượng phẩm đã từng giết ba thợ săn tinh linh an rất ngạc nhiên bởi tinh linh chiến binh theo như cô biết trông rất to lớn và cơ bắp dù sao tinh linh chiến binh rất khó xử lý nên ông chủ không định bán cho an con này nhưng đây là lần đầu lão được thấy nó tự nói với cô bé hãy mua ta đi anh ta tiếp tục miệt thị là bù nhìn với đồ con người bẩn thỉu khiến ông liền lôi cái cánh ra bóp cho phát Thấy tinh linh đang quằn quại đau đớn An kêu dừng tay thì lão ra giá và không còn cách nào khác cô buộc phải mua anh ta. Vậy là ông thợ săn tinh linh giao cho An chiếc cánh cũng như trái tim đối với các tinh linh. Thanh niên được mua rồi còn đe dọa sẽ nhân lúc sơ ý mà cướp lại cái cánh giết cô ta rồi trở về trả thù lão già. An đang trên đường đến Lê Winston nên muốn được bảo vệ. Anh ta cũng ok luôn thậm chí còn có thể khuyến mãi cô một nụ hôn nữa là thấy cái vẻ mặt đỏ chót thanh niên lại cà khịa An đúng là trẻ con chưa có nụ hôn đầu. Khi được hỏi về tên thì anh nói cứ gọi mình bằng bất cứ cái tên loài người nào. Nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra tên thật là San Phen San và An sẽ gọi ngắn gọn là San, cánh là nguồn gốc sinh lực của tinh linh có thể bị tách khỏi cơ thể. Nhưng nếu nó bị tổn thương tinh linh sẽ yếu đi và chết, lợi dụng điều đó con người đã vặt một bên cánh của tinh linh để bắt họ làm nô lệ. An hứa sau khi hộ tống mình đến Lê Winston thành công cô sẽ trả cánh cho anh, San không thể tin trên đời lại có kẻ hào phóng đến nỗi bỏ cả một con tinh linh đã mua bằng đồng vàng đơn giản vì cô và mẹ chỉ muốn làm bạn với tinh linh thôi và rất mong chuyến đi này anh có thể coi mình là bạn nghe kể chuyện song san cà khịa cả hai mẹ con đều là bù nhìn khiến an tức lên định tắt khi dám sỉ nhục mẹ mình không hiểu sao ghét mình đến thế mà anh còn xui cô mua san đáp bởi con người kẻ nào cũng như nhau và bị dùng bởi một kẻ cực ngốc sẽ dễ cho anh hơn thế là suốt chặng đường cô dỗi không nói một lời nhưng chẳng hiểu sao đi một đoạn tự dưng san cảm thấy có điểm gì đó cuốn hút ở cô gái đang ngồi ngay bên cạnh mình đến với đại lộ máu đường từ đây dẫn tới Lê Winston sẽ không có bất kỳ ngôi làng nào. Chỉ có các trại tá túc nên rất dễ bị thú giữ cũng như đạo tặc tấn công chỉ biết cầu nguyện may mắn. Đêm xuống An lấy đồ ăn cho San rồi ngắm nghía bộ cánh tinh linh tuyệt đẹp. Cô xin phép được sờ thử thì anh cáo gắt không cho phép khiến An phải xin lỗi. Chợt tỉnh giấc An thấy mình và mẹ đang nằm trong một khu rừng hoa. Cô bật khóc kể với mẹ mình vừa mơ thấy giấc mơ đáng sợ rằng mẹ đã chết. Nhưng đáng tiếc lúc này cơ thể bà đang dần tan biến khiến cô bé liên tục xin mẹ đừng bỏ đi. Chợt tỉnh giấc An thấy trước mắt mình là San đang sờ vào cổ, nhận ra anh ta định lấy trộm cái cánh thật khiến cô rất đau lòng khi đã muốn coi là bạn. Nhưng đối với San không có bạn bè nào hết anh được cô mua và hai đứa chỉ là quan hệ chủ tớ. An nhận thấy mình thật ngây thơ nên từ giờ sẽ không sơ suất nữa nhỏ làm con sâu cuộn luôn cho khỏi ý đồ. Nhưng khi đã đến Lê Winston cô vẫn trả lại chiếc cánh và khi đó sẽ hỏi lại anh có muốn làm bạn không. San thì đã bị con người sử dụng suốt 70 năm rồi nên không sớm thì muộn cũng tìm cách được tự do. Nhưng anh cứ cảm thấy từ người cô ta lại có mùi ngọt của đường bạc. Hôm sau mặc dù đã đi khoảng cách rất xa rồi nhưng mới chỉ được một phần sáu chặng đường. Bất ngờ nhận ra có đám đạo tặc vừa cướp một chiếc xe ngựa bên dưới và đang hướng về phía mình. An cầu xin San hãy đuổi bọn chúng đi, nhưng anh tiến sát lại gần mặt cô nói đã là chủ thì hãy ra lệnh đừng có cầu xin. Mặt An càng ngày càng đỏ hơn nhưng cô vẫn cầu xin Thì San bắt cô phải đe dọa sẽ cắt cánh của mình mới nghe lời. Rốt cuộc bị dồn vào đường cùng An buộc phải nói đi mau nếu không tôi sẽ đánh anh Thì San mới tạm đồng ý rút thanh kiếm ra. Một mình anh đối đầu với ba gã cưỡi ngựa và chém chết chúng. Tập 2 Trước mắt An là hình ảnh cơ thể của người tinh linh và thanh kiếm nhuốm đầy máu bọn thợ săn thật đáng sợ. Thì bất ngờ thấy Jonas bước ra từ cái xe ngựa bị cướp hóa ra vì lo cho An mà cậu đã đuổi theo để bảo vệ cô. An đuổi bạn về đi vì nguy hiểm nhưng Jonas nhất định đi theo bởi cậu rất thích cô. Đã thể hiện tình yêu đến vậy mà nhỏ vẫn cho là sự thương cảm làm cậu phải thắc mắc bạn ghét mình đến vậy sao. Đúng lúc San thông báo cần mau rời khỏi chỗ này vì lũ quạ hoang dã đang bị mùi máu thu hút và sớm muộn bọn sói cũng đến thôi. An liền nhảy trở lại xe của mình dục bạn mau về đi ấy vậy mà tận sáng hôm sau Jonas vẫn lẽo đẽo bám theo. Thậm chí cả đêm hôm trước trong lúc cô nằm nghỉ ở trại tá túc thì cậu ấy vẫn chạy xuyên màn đêm để đuổi kịp An. Nấu xong bữa tối cô định đem qua mời Jonas thì lại bất ngờ gặp được tinh linh lao động của cậu ấy Cathy ở đây. Nhỏ con lắc đầu chê cái đồ ăn thô thiển toàn mùi mỡ động vật này sao ngài ấy nuốt nổi. Bực bội An bỏ đi múc cho San một bát và đoán chắc anh cũng sẽ chê món súp hành kém này ăn không nổi thôi. Nhưng San không hề chê mà anh còn ngạc nhiên khi cô đưa đồ ăn cho nô lệ trước cả bản thân. Anh giơ bàn tay ra khiến cái bát hết dần bởi tinh linh không ăn bằng miệng mà hấp thụ thức ăn bằng tay, cũng vì chỉ hấp thụ nên không biết nó có mùi vị gì nhưng có một vị mà tinh linh có thể cảm nhận được đó là vị ngọt của đường bạc nếu vậy cô sẽ làm cho anh và khoe mình xuất thân từ gia đình nghệ nhân kẹo đường đang định lên xe ngựa lấy dụng cụ làm thì hú hồn có gì đó lục cục bên trong nhỏ rén chạy vội về phía anh cầu xin ra kiểm tra nhưng đừng quên san đã nói phải ra lệnh anh mới nghe đã thế an không thèm quan tâm cô cầm theo một cành cây phòng thân tiến vào trong không khí tối tăm yên lặng đến đáng sợ nhưng chẳng thấy gì cả Bỗng dưng giật mình thon thót khi có một tinh linh nhảy lên liền bị nhỏ vụt cho cái và san không chế nó lại. Thanh niên nhỏ con này rõ là lắm mồm còn mắng sao lại mạnh tay thế. Thầy An chẳng nhớ tí gì về mình hết nhóc mới nói mình là người đã được cô cứu nên quay lại trả ơn. Nhưng tất nhiên đây chỉ là trả ơn bởi rất ghét con người nên có chết nó cũng không nói lời cảm ơn. Mà đã trả ơn phải trả ơn điều to tát chứ bà nội nhờ cậu làm mấy việc vặt thì mất mặt chết. San còn định sẽ bóp chết cái thằng lắm mồm này đi An nói khi cứu em chị vốn không định kỳ vọng trả ơn nên cứ tự do sống hạnh phúc đi. Đã thế từ nay Mitri sẽ theo chị xuống tận địa ngục cho đến khi nào trả ơn xong mới tha. Và thế là suốt đêm đó cô bị thằng cu con quấy giày cho đến sáng hai quầng mắt thâm xỉ. San còn muốn nhân lúc nó đang ngủ vứt mẹ đi nhưng thôi An tạm cho đi theo. Trong lúc đi múc nước Jonas lại gần xin bạn cho phép mình đi chung đến nỗi chạm cả vào tay. Dù sao cũng một chặng đường rất xa rồi mà về một mình thì nguy hiểm nên cô đành đồng ý tiếp tục một đêm nữa nghỉ ngơi tại trại tá túc an mới có dịp giới thiệu mọi người với nhau jonas cũng phải nhận xét san tuy là tinh linh chiến binh nhưng có vẻ đẹp mà ngay cả tinh linh thú cưng cũng phải ghen tị cathy bày ra chỗ đồ ăn thịnh soạn miệng chê bai thứ đồ ăn hành kém của an liền bị chủ nhân mắng không được phép nói vô lễ với cô ấy và đuổi đi thì nhỏ mới chịu biến mất cậu khen súp của bạn rất ngon và muốn xin một bát thấy năng lực của cathy là tàng hình thì mitri liền khoe còn kém xa năng lực mình nhiều Tinh linh được sinh ra từ rất nhiều thứ như hạt giống cây cỏ đến các loại quả hay đá quý này nọ, năng lượng của sự vật sẽ hòa đặc và sinh ra. Tuy nhiên cần tiếp xúc với sinh vật sống như con người hoặc động vật thì năng lượng sẽ hình thành tạo ra tinh linh. Nhìn qua san cậu đoán anh ta chắc được sinh ra từ hắc diệu thạch, còn Mitri thì sinh ra từ một giọt nước đọng trên lá nên năng lực là điều khiển nước. An rất tò mò muốn xem cậu liền vận sức tạo ra một giọt nước rồi ném vào mặt, ơ thế hóa ra năng lực mỗi vậy thôi à chắc chỉ hữu ích khi cho chim non uống nước. Mà bất ngờ lúc đó bầy quạ hoang dã kéo đến đe nghịt bầu trời, chúng chuyên càn quét các vùng đất hoang để ăn xác thối. Nhưng khi không có xác để ăn sẽ tụ tập thành bầy rồi tấn công các con mồi còn sống, không còn cách nào khác An buộc phải ra lệnh cho San bảo vệ bọn mình nếu không sẽ bóp cánh anh. San lập tức xuống xe yêu cầu mọi người trốn vào trong hết kể cả thằng báo con Mitri kia. Rồi anh rút kiếm một mình đối đầu với cuộc tấn công dữ dội của đám quạ hoang dã, bên trong xe rung lắc cực mạnh khiến An sợ hãi chỉ biết cầu xin cứu với. Mithri động viên đừng lo bởi San là hắc rượu thạch anh ta không thể bị thương cũng như không thể vỡ. Một lát sau trận chiến đã kết thúc với xác lũ quạ nằm la liệt và lông bay tung tóe. Ngay giây phút đó San đã bế bồng lấy An hỏi muốn được khuyến mãi hả làm nhỏ đỏ mặt từ chối. Cũng vì vụ vừa rồi nên đã trễ giờ không kịp để đến trại tá túc. Chợt thấy trong bản đồ do mẹ vẽ có một nhà trọ mà các bác sĩ cho phép lữ khách nghỉ lại. Đạo tặc hiếm khi tấn công các bác sĩ nên chỗ đó cũng được coi là nơi an toàn An lập tức tiến đến lúc nào cũng thấy cô nhắc đến mẹ làm san thắc mắc. An kể về việc mẹ mới mất nên mình muốn trở thành bậc thầy kẹo bạc như người từ nửa tháng trước. Cô đang đến hội trợ kẹo đường tại Lê vào cuối thu để được nhà vua chứng nhận. Và rồi mùa đông sẽ có lễ hội tiễn đưa những người đã chết trong năm lên thiên đàng. Lúc đó đã trở thành bậc thầy kẹo bạc sẽ có thể tự tay làm những chiếc kẹo đường tuyệt vời gửi lên linh hồn mẹ. An phi hết tốc lực thì thấy cánh cổng đang đóng cô vội hét lớn đợi đã và rất may đã được ở trọ thành công. Tập 3 Trước nhóm của An đã có hai vị khách tới trước, trong bữa tối cô thắc mắc sao ba tinh linh không lại đây ăn đi đứng đấy làm gì. Jonas phải vội giải thích vì không ai lại dùng bữa chung với tinh linh trước mặt người khác cả, nhưng nhỏ đâu có nghe kể luôn với ông chủ trước khi đến đây nhóm mình luôn ăn chung với nhau. Ông thì không vấn đề gì nhưng sợ phiền hai vị khách kia mà cũng thật may họ đồng ý hết, anh chàng giới thiệu tên mình là Hugh. Nghe tin gã đẹp mã kia là tinh linh chiến binh của An anh ta không tin mà cho rằng đó là tinh linh thú cưng đã hút hồn nên cô bé mới mua thậm chí còn kêu tinh linh của mình là salim ra tấn công bất ngờ đọ sức coi sao an tức giận mắng thì hugh đã biết lỗi rồi đành muốn trả tiền trọ giúp mấy đứa coi như thay lời xin lỗi nhưng bù lại hugh muốn hai đứa hãy làm kẹo đường cho mình ăn thử đề nghị này quá hời đổi kẹo đường thành trả tiền trọ giúp an đồng ý ngay jonas thắc mắc bạn dùng chỗ đường bạc định sẽ làm ở đại hội này có được không cô đáp có ba thùng nguyên kia là phần cho đại hội nên chỗ này có thể lấy được nhân lúc này jonas tiết lộ cậu có thể được tiến cử làm chủ xưởng nhưng điều kiện là cần phải nhận chứng nhận hoàng gia và trở thành bậc thầy kẹo bạc cơ mà đại hội lần này cậu sẽ không tham dự chỉ tiễn bạn đi thôi và chắc chắn tương lai sẽ tham dự sau nếu không thì không thể thành chủ xưởng hay tử tước kẹo bạc được nghe đến đây an ngạc nhiên vì tử tước kẹo bạc là bậc thầy kẹo bạc trực thuộc hoàng gia việc một thường dân như mình có thể trở thành quý tộc là giấc mơ của jonas rồi lại ngỏ lời kết hôn để khi trở thành tử tước kẹo bạc sẽ cho an một cuộc sống hạnh phúc nhưng cô vẫn ngó lơ Dụng cụ đã được anh chàng kia chuẩn bị sẵn rồi còn muốn tạo hình gì là tùy hai đứa. Đã làm xong Hưu liền khen tay nghề hai đứa không hề nghiệp dư chút nào nhưng tay anh lại đập nát chúng vì cho rằng trông rất khó coi. Jonas tuy khéo tay nhưng chẳng bỏ chút sáng tạo nào. An thì khá hơn cơ mà cô bé giống như đang cố bắt chước một thứ của ai đó có thể gọi là học vẹt. Chê bai có nằm mơ hai đứa cũng không thể trở thành bậc thầy kẹo bạc được rồi ung dung bỏ đi. Tất nhiên thanh niên vẫn trả tiền trọ giúp mấy đứa đầy đủ. Dường như An đã bị tổn thương nặng lại về phòng nằm như con sâu cuộn thì san mới lại gần cà khịa cũng như An ủi, không như tinh linh mà loài người sẽ thay đổi. Trong khoảng 3 năm nữa cô sẽ trở nên xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc chuyển sang màu vàng óng ả, kỹ năng làm kẹo đường cũng tiến bộ hơn. An cho rằng đó chỉ là lời nói dối thì anh khẳng định đã từng gặp. Lúc San được ra đời thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là một cô gái con người 5 tuổi có mái tóc giống hệt màu của An, nhờ ánh mắt của cô bé lít Elizabeth đó mà anh đã được sinh ra là con gái quý tộc nhưng vì hoàn cảnh nên phải sống xa xã hội. Một cô bé ngây thơ không biết gì về sự tồn tại của tinh linh nên tưởng san là anh mình nhỏ dắt về nhà. 15 năm sau tóc của Lít đã chuyển sang màu vàng óng ả tàn nhang cũng biến mất và rất xinh đẹp. Nhưng cô ấy đã bị giết bởi chính con người. Hôm sau tiếp tục lên đường An lại trầm ngâm nghĩ san bảo không thể trở thành bạn của con người. Nhưng hồi đầu anh ấy có mở lòng với một cô gái loài người có lẽ đối với anh ấy Lít là gia đình. Bị cướp đi gia đình bởi loài người đã làm trái tim san tan vỡ. Đêm nay trời khá lạnh nhưng Tinh Linh không hề cảm thấy lạnh, An lại muốn làm kẹo ngọt mong giúp trái tim của San ấm lên một chút, nhưng khi mở thùng ra cô hoảng hốt thấy đường bạc mất rồi, chỗ còn lại không đủ để làm tác phẩm nữa, An bật khóc nức nở khiến mọi người tập trung lại suy nghĩ giúp cô. Đường bạc luôn được để trong xe có khóa hẳn hoi, Cathy mới kể vào cái đêm ở nhà trọ bác sĩ cô đã nhìn thấy Mitri chui ra từ cửa sổ xe ngựa với cơ thể lấp lánh như phủ đầy đường bạc, đúng lúc cậu ta vừa mới ngủ dậy mắng mấy người đừng có làm ồn. Jonas hỏi thẳng ngươi lấy trộm đường bạc của An phải không thì nó chối và cho rằng Cathy nói dối. Rồi quay ra nhìn đoán rằng An sẽ không nghi ngờ mình đâu. Nhưng khi được thấy phản ứng của cô cậu đã hiểu liền bật khóc bỏ đi mặc cho An có gọi dừng lại. Jonas gợi ý nếu chỉ cần làm một tác phẩm thì vẫn kịp tinh luyện lượng đường đó và táo đường cậu biết có chỗ lấy. Jonas được nghe trong cuộc họp của xưởng nhà họ hàng mình rằng trên đại lộ máu có một khu rừng táo đường để tinh luyện đường bạc cần 3 ngày nhưng nếu tranh thủ song song làm tác phẩm thì sẽ kịp đã đến nơi và còn 5 ngày nữa là tới đại hội cộng thêm sự giúp đỡ của Jonas khiến An cũng thở phào hơn rất nhiều. Đêm đó hai người bắt tay vào tinh luyện chỗ táo thành đường bạc, San vẫn còn hoài nghi có thật Mitri đã ăn trộm không nhưng An cũng chịu không đoán được. Tác phẩm cô muốn nộp trong đại hội phải thật to và diễm lệ, chợt nhớ lại lời mẹ nói khi đưa cho mình tài sản đáng giá nhất là không được giao cho ai cũng như không được bắt trước. Cộng thêm lời của anh chàng hôm nọ nhận xét giống như đang cố bắt trước ai đó vậy lại làm An dối bời. Jonas đem cho bạn một cái thùng chống ẩm tốt để chứa đường bạc, rồi lại gần khen tác phẩm sắp tới của bạn rất tuyệt và ôm eo tán tỉnh. Nhưng An mạnh tay gạt ra nói mình không thích cậu đó chỉ là cảm xúc của riêng cậu thôi. Thấy Jonas như bị tổn thương cô lại thấy hơi có lỗi. Tối đó liền bị Kathy mắng đừng có tự mãn vì ngài Jonas không hề thật lòng thích cô đâu. An đoán không lẽ em thích Jonas sao làm nhỏ đỏ bừng mặt xong là cuống cuồng nhảy cẫng cả lên rồi bỏ đi. An thầm nghĩ cánh của Cathy được ở trong tay người mình thích còn San lại bị giữ bởi một kẻ anh ta ghét. Sáng hôm sau cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm hoàn hảo nhưng sao cô cứ nhớ về lời hưu nhận xét chỉ là học vẹt. San cảm thấy khá kỳ lạ vì lúc mới gặp An ở chợ tinh linh cô có mùi ngọt của đường bạc ở ngón tay. Đúng lúc đó Jonas chạy đến khen tác phẩm kẹo đường vừa to vừa đẹp của An. Nhưng chả hiểu sao cậu ta đang làm gì đó với xe ngựa của cô miệng nói phải xuất phát ngay thôi. Dường như đang có những sinh vật hung dữ nào đó lao sồng sộc đến và một con ngựa đã bỏ chạy mất rồi. Jonas nói tất cả đều là lỗi của An, nếu cô chịu thích và kết hôn với mình thì cậu đã không làm thế này rồi. Kathy đổ đầy máu lên người An rồi chúng cũng xe ngựa của cô bỏ chạy. Thì ra Jonas và Kathy đã gọi lũ sói đến để cướp kẹo đường. An cầu xin San hãy đuổi theo họ đòi lại kẹo đường cho mình nhưng anh nhất định không đi được cô sẽ làm mồi cho lũ sói mất. Tập 4 An vẫn cứ trách anh sao không đi đòi lại kẹo mặc cho mình có bị sói ăn thịt, cô cho rằng anh chỉ không muốn cái cánh bị thương nên mới bảo vệ mình thôi, rồi khóc nức nở trong tuyệt vọng mà chút giận lên người San, đêm đó là một đêm mưa to An tìm được những bản thiết kế của mẹ mình bị ném lung tung. Vì ban đầu Jonas vốn đã định đến đại hội nên định ăn cắp chúng nhưng do không thuận lợi, hắn cướp luôn tác phẩm của cô. Chỗ đường bạc của cô nằm trên xe ngựa của Jonas thì kẻ ăn trộm chắc là Cathy đã sử dụng năng lực tàng hình. Hắn làm vậy để dụ An làm tác phẩm rồi cướp cả xe ngựa. Cô đã chịu thua cuộc trả lại chiếc cánh cho San bởi không thể kịp đến Lê Winston được nữa nên có anh ở đây cũng chẳng làm được gì. Sau khi anh tinh linh rời đi cô ngồi than khóc dưới cơn mưa nhớ mẹ và trách mẹ tại sao lại bỏ con một mình. Sáng sớm hôm sau thức dậy An tò mò nhìn về phía cái cây trước mặt đang có một quả phát sáng lên. Nó đã nở thành một tinh linh tuyệt đẹp bởi có được ánh nhìn của cô. Bé tinh linh giới thiệu tên là Min thì bất ngờ San xuất hiện khuyên nó đừng đến gần con người độc ác mà hãy tới bất cứ nơi nào mình muốn trừ cô gái đặc biệt này ra minh cảm ơn hai anh chị tốt bụng rồi bay đi còn lý do san trở lại vì lời hứa an sẽ làm kẹo đường cho mình chưa được hoàn thành đứng trầm ngâm một hồi cô liền bật cười và đồng ý sẽ làm thật đẹp cho anh san đã lấy trong xe ngựa một bộ đồ của jonas đưa cho cô để thay dù biết sẽ không kịp đến đại hội cũng như khi làm xong anh ấy sẽ rời đi nhưng lúc này an vẫn vui vẻ làm khi thấy san đã trở lại vì mình và tác phẩm kẹo đường lần này của cô rất nhỏ nhắn chính là hình ảnh cô bé tinh linh hồi sáng. San khen đẹp lắm rồi nhận lấy, An lần nữa lại xin được chạm vào cánh của anh thì San cũng đồng ý. Đôi cánh tuyệt đẹp ấy còn ấm nữa cô cứ mải vút ve một lúc, sau đó San dục mau lên xe và bế nhỏ ngồi lên luôn vì nếu chạy xuyên màn đêm mai vẫn sẽ đến kịp. Mặc dù tác phẩm để trưng bày kia đã mất nhưng cô vẫn còn có cái này. Lý do anh làm chuyện này vì An đã trả lại cánh cho mình và giờ hai người là bạn. Nghe đến đây nữ chính vui lắm thái độ hào hứng trở lại như ngày đầu. Sáng hôm sau tại đại hội kẹo đường mọi người bàn tán xôn xao xem năm nay xưởng nào sẽ giành được chứng nhận hoàng gia. Xưởng Radcliffe của họ hàng nhà Jonas cũng là một ứng cử viên trong số đó, ngay khi đức vua Esmond đệ nhị giá lâm thì bất chợt có vụ ồn ào. Đó là một chiếc xe ngựa đang phi như điên giữa dòng người đến xem đại hội và đó không ai khác là San. Vì đại hội vẫn chưa được tuyên bố khai mạc nên An chạy vào xưng tên muốn tham gia, quân lính chặn cô lại thì bất ngờ anh chàng hưu xuất hiện lên tiếng cho phép tham gia thì ra hưu chính là chủ xưởng mercury nói cách khác là đương kim tử tước kẹo bạc nếu hưu đã chấp nhận thì ban tổ chức cũng đồng ý cho tham gia jonas bắt đầu cà khịa mang chiếc kẹo trông như trẻ con đi tham dự đại hội thật nực cười ngay khi bà tước thông báo đại hội kẹo đường chính thức được khai mạc tất cả thí sinh mở tấm khen che phủ tác phẩm ra nghệ nhân nào có kẹo đường tốt nhất sẽ được phong làm bậc thầy kẹo bạc và có vẻ như đức vua ấn tượng với hai cái kẹo của an và jonas nên kêu đem lại gần hơn để xem quả thật cả hai đều rất đẹp trông giống như được làm từ cùng một người vậy đức vua cảm thấy thích cái tinh linh nhỏ bé của an hơn vì trông mỏng manh như sắp vỡ nhưng lại tràn đầy sức sống cơ mà kẹo đường là nền tảng của lễ hội cần phải làm một thứ thật to và lộng lẫy nên tác phẩm nhỏ bé này dù có đẹp và tinh tế đến đâu cũng không thể so được vì vậy người tuyên bố tác phẩm của jonas sẽ nhận được chứng nhận hoàng gia khiến an giữ người lại đến bàng hoàng người chiến thắng sẽ đem dâng ba thùng đường bạc cho bệ hạ thì jonas cười khinh bỉ rồi đi lấy nhưng thế éo nào toàn bộ chỗ đường đã bị mitri ăn hết rồi nó liền nhảy ra ăn vạ nói mình là tinh linh lao động của jonas vì chủ nhân của mình tinh chế đường bạc rất dở không thể làm đủ số lượng yêu cầu nên đã sai nó dùng thuật ảo giác để nhìn giống như một thùng đầy cậu ta liền đáp trả vu khống và cãi lại mitri là tinh linh của an cho rằng cô ta đã sai con tinh linh đó làm vậy để chơi xấu mà ai ngờ nhóc kia cũng ngáo thiệt chạy ra mắng jonas bỏ tay khỏi chị ấy ra đến nước này nữ chính đành nói ra sự thật tác phẩm mà cậu ta nộp là của mình thế là jonas lao vào đánh thì mitri giúp chị một tay chống trả hugh có một cách để xác định được ai là người làm ra tác phẩm này đó cũng chính là trò hôm ở nhà trọ bác sĩ nhưng lần này sẽ có đề bài anh yêu cầu hai người cùng làm ra con bướm giống như trên tác phẩm an đồng ý ngay còn jonas bắt đầu tím tái mặt mày cảm nhận được San đang nhìn mình nên An muốn tạo ra một chú bướm thật đẹp khiến anh ấy cũng phải thích. Cơ mà chỉ cần vài phút đã đủ hiểu Jonas không thể làm giống được, cậu ta còn cố lý do lý chấu và cái kết bị mắng cho trận. Về phía An thì làm ra chính xác con bướm ấy nhưng Hugh nhận xét vẫn không phải và hỏi Đức Vua xem giữa cái cô bé vừa làm so với cái trong tác phẩm được chọn thích cái nào hơn. Tất nhiên bệ hạ đã chọn cái An vừa làm xong vì nhìn còn đẹp hơn cả tác phẩm giành chiến thắng nghe đến đây đức vua đã hiểu ý của hưu thì cũng đồng tình tác phẩm ấy do một người khác làm vậy là chốt lại năm nay không có chứng nhận hoàng gia nào kết thúc cuộc thi an thắc mắc hỏi hưu bản thân anh cũng nhận ra đó là tác phẩm của mình mà hưu mới giải thích chú bướm mà em vừa làm ra không phải bắt chước từ ai hết mà hoàn toàn là nguyên bản của em nghe đến đây an bật khóc muốn được mẹ chứng kiến khoảnh khắc này hoàng hậu có đôi lời muốn gửi tới cô bé đó là năm sau hãy mang một tác phẩm xứng đáng với lễ hội quay trở lại về phía jonas bị trừng phạt giao cho an muốn làm gì thì làm cô liền ra lệnh cho cậu ta đứng dậy rồi gồng sức tát cho một cái lăn quay ra đất chỉ cần vậy là đủ thỏa mãn rồi sau đó đi tìm gặp san an kể năm nay không kịp ngày tiễn mẹ lên thiên đường nhưng cô sẽ gửi chiếc kẹo tốt nhất hiện tại lên cho bà rồi nhất định năm sau quay lại trở thành bậc thầy kẹo bạc như đã hứa cô trả chiếc kẹo đường đã làm cho anh cơ mà thanh niên từ chối phũ phàng bởi thứ mà anh muốn nhận phải là kẹo do bậc thầy kẹo bạc làm ra cơ hay có thể hiểu cách khác là San sẽ ở cùng với cô cho đến năm sau khi An thành bậc thầy, nói rồi nắm lấy tay và ôm cô vào lòng. Đây là lần đầu tiên An được anh Tinh Linh gọi bằng tên, được San hôn vào tay khiến nữ chính như chìm đắm trong cảm giác bối rối, thế mà Thánh Mitri nhảy ra đúng lúc phá vỡ bầu không khí. Cô xin lỗi đồng thời cũng hỏi sao em biết Jonas sẽ cướp tác phẩm của mình, hóa ra ngay từ đầu thanh niên vẫn nằm trong xe ngựa của cô ngủ chứ có rời đi đâu. Đừng quên để trả ơn Mitri sẽ theo An đến tận cùng địa ngục. Tập 5 đã cất công đến Lê Winston nơi toàn các hàng quán của rất nhiều bậc thầy kẹo bạc nên cô ghé hết chỗ này chỗ nọ. Tiếp theo An muốn qua thăm quán của một người mà mình rất ngưỡng mộ nhưng tiếc là đã chuyển đi rồi. Người ấy có kỹ năng không thua kém từ tước kẹo bạc. Do kẹo của một người không phải bậc thầy kẹo bạc như mình sẽ không có chỗ đứng ở đây nên cô lại muốn đến Westo ở phía Bắc. Mà bất ngờ thấy một tiệm kẹo đường như nhìn chả giống gì hết An liền tiến vào thử thì thấy một tác phẩm vô cùng đẹp cạnh đó có nhóc tinh linh đang ngủ mitri liền đến đánh thức dậy mà thế éo nào gặp ngay thằng cha ăn cướp giữa ban ngày an liền hét toáng ăn trộm làm hắn bỏ chạy hậu quả là đánh vỡ món kẹo đường xui thay đúng lúc đó chủ của tác phẩm bước ra cho rằng do an làm mitri mới lên tiếng bênh vực cô còn cái con tinh linh ngái ngủ kia thì nói thấy một người mặc đồ đen làm lại đúng lúc san bước vào làm cắt còn tưởng anh là thủ phạm có vẻ đã nhận ra an là người được gọi lên trước mặt đức vua trong đại hội thì gã yêu cầu mấy người phải đền bù bằng sức lao động Thế là San với các giật tay qua lại tranh giành An và anh đã rút thanh kiếm ra định dùng bạo lực. Cô liền đồng ý sẽ làm việc cho chủ tiệm để ngăn cuộc ẩu đả vì dù sao làm một cái kẹo đường cũng không mất quá nhiều thời gian. Một phần cũng muốn được thấy người này tạo ra chiếc kẹo đường bằng cách nào và thế là An chăm chỉ làm việc giúp anh ta trong khi San ngồi cạnh nhìn ngắm. Chiếc kẹo này phải được làm trong hai ngày nên sáng sớm hôm sau An bị gọi dậy từ sớm tiếp tục công việc. Cái kẹo đường hôm qua là dành cho một đám cưới nên đã có người mua, nhưng khi nghe cái giá anh ta bán An phải sốc vì nó quá rẻ. Đơn giản cắt chỉ làm cho những người mình thích mà họ lại không có nhiều tiền. Chiếc kẹo này dành cho con gái của chủ tiệm giày nên giá đó cũng là xa xỉ rồi. Đến tối là lúc nghỉ ngơi An nhìn vào chỗ đường bạc thắc mắc có đủ cho ngày mai làm nốt không thì cắt nói đủ không cần lo. Nhưng khi nằm ngủ cô vẫn hoài nghi có thực sự sẽ đủ không và lập tức bật dậy. Thời tiết lúc này lạnh lẽo vô cùng An vẫn cặm cụi tinh luyện táo làm đường giúp anh ta đến nỗi mà đỏ ửng tê buốt cả tay thì hú hồn san xuất hiện anh liền đánh lửa giúp cô do đã sát thời hạn giao hàng sợ chẳng may không đủ đường nên cô mới dậy làm tinh linh như anh không cảm nhận được cái giá lạnh nhưng sự ấm áp thì cảm nhận được một chút thấy bàn tay cô run cầm cập anh liền cầm lên hà hơi cho vì hình như làm thế sẽ ấm hơn trước ngọn lửa đỏ rực bập bùng cháy mà đôi gò má an còn đỏ ửng hơn vì ngượng ngùng lại còn được người ta nắm chặt hai bàn tay nữa chỉ khiến trong lòng càng thêm dối bời Sáng hôm sau biết tin đêm qua cát lập tức dục Andy ăn sáng ngay rồi mới được làm tiếp, trong công việc cô nhận ra anh ta rất nghiêm túc không hề bị sao nhãng chút nào. Sau đó có một bà già xông thẳng vào khu vực chế tác đó là Clay phu nhân, nghe nói cát đã làm tác phẩm cho con gái một chủ tiệm giày. Bà muốn mua tác phẩm đó với giá gấp đôi thì anh nhất định không bán, Clay phu nhân thắc mắc làm cho gia nhân của ta thì được tại sao con gái ta lại không. Đơn giản vì những điều mà con gái bà đã đối xử với gia nhân đó cắt không thể làm cho được dù có là đức vua cúi đầu cũng đừng mơ. Mà giật mình phát hiện ra có anh tinh linh vô cùng đẹp bà ta trả giá rất cao để mua, An mới ngoi đầu lên cùng san khịa cho mấy câu đuổi về. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra vết sẹo của tên ngồi cạnh kia chính là kẻ đã làm vỡ tác phẩm kẹo đường. Chiều tối đó hai người cuối cùng cũng hoàn thành xong tuyệt tác đây chắc chắn sẽ là lời cầu phúc tuyệt nhất cho đám cưới. Cắt muốn nhờ An ngày mai đem giao cho họ để được xem biểu cảm của người nhận coi như là phần thưởng ngay trong đêm đó vẫn là tên hồi chiều nay đi cùng bà phu nhân đã lén lút đột nhập vào định ăn cắp nhưng mọi người đã tính cả rồi ba người đứng canh sẵn ở ba góc cửa bị dồn vào đường cùng gã liền ném luôn tác phẩm về phía an khiến cát gào thét tuyệt vọng cơ mà tất cả đều nằm trong tính toán của cô nên kẹo đường đã đem giao cho khách từ trước bữa tối rồi cát mới xin lỗi đã bắt nhóc phải làm việc không công nhưng an không sao hết nhờ làm việc ở đây mà cô được chứng kiến nụ cười hạnh phúc của bạn con gái chủ tiệm giày cát thì chuẩn bị đóng chỗ này rồi để xuống phía nam vì mùa đông ở lê lạnh đến kinh khủng anh tặng con bé cái áo choàng mà an không dám nhận vì đắt tiền liền trêu trẻ con thì cứ ra dáng trẻ con vui vẻ mà nhận đi nhưng món này nhìn có vẻ không hợp với cô tinh linh của cát mới nhận xét khoảng 5 năm nữa cô sẽ mặc được thôi và an sẽ còn dễ thương hơn rất nhiều mà suýt thì quên cái túi đựng cánh của mình nhét trong cổ áo này thánh lấy ra cất tủ như đúng rồi bởi ngoài kẹo đường ra chủ nhân của cậu trả để ý đến thứ gì nên phải tự bảo quản cánh mình cũng từng có ý định chạy trốn nhưng cậu cảm thấy cát là thú vị nhất trong số những người từng gặp nên muốn ở lại đây hơn. Thanh niên này méo biết bao nhiêu tuổi rồi mà từ hồi 250 tuổi đã không thèm đếm nữa, thì ra cát có quen biết với Hugh bởi hai người từng cùng tu nghiệp tại xưởng Mercury. Nhưng trở thành bậc thầy kẹo bạc xong cát đã rời xưởng và khi được nghe tên thật của anh An mới bàng hoàng hóa ra đây là cái người mình đang cần tìm chứ ai. Hóa ra là sắp chứ không phải đã chuyển đi, tự dưng bị người mình ngưỡng mộ gọi là bé con nhục nhã ghê. Các tặng nhóc một lời khuyên đã là nghệ nhân thì đừng ngưỡng mộ ai bởi bản thân là duy nhất. An nhận ra Hugh cũng từng nói câu tương tự. Cuối cùng cũng đã đến Westo mở tiệm kẹo đường nhưng sao chẳng có mống khách nào. Tập 6 Hugh đem tác phẩm mà thợ của mình đã làm cho ngài bá tước thì ông có vẻ rất thích. Anh lo chuyện quà cho cháu gái ông lại là thứ nhạy cảm như này nhưng không sao hết. Bá tước càng khuyến khích tuổi trẻ cần biết về lịch sử. Bá Tước có vẻ vẫn còn rất ấn tượng với cô bé Thi ở đại hội hôm nọ muốn được gặp lại một lần. Hugh mới kể mấy hôm trước anh có gặp trên phố Westo này. Có lẽ cũng là cái duyên mà An đã chuyển đến sống cùng quê mình, nhưng khi đề nghị giúp đỡ cô bé lại từ chối vì muốn tự đứng lên bằng đôi chân. Từ chối hẳn lời đề nghị đến xưởng Mercury của tử tước kẹo bạc thì thật là hào hán. Do sắp đến ngày lễ tiễn đưa người chết trong năm lên thiên đàng nên An lại lên đường trở về Lê Western. Bác chủ quán ăn nghe kể chuyện phải nhận xét quê của tử tước kẹo bạc là nơi khách hàng hết sức kén chọn. Họ chẳng cho nghệ nhân kẹo đường bên ngoài cơ hội nào, Dạo này San rất hay đá đều An là chẳng có mống khách nào và Mitri thì luôn mắng anh ta bênh vực An. Thấy mấy người xung quanh có vẻ phản ứng hơi khó chịu bác chủ tiệm liền quát. Con người và tinh linh ngồi cùng bàn ăn không có gì là xấu cứ miễn trả tiền đều là khách. Bà Tước thì đang nói chuyện với Hugh về ba gia tộc từ thời Thái Tổ Cedric là nhà Muslen, nhà Chamber và nhà Anban. Ngai vàng đã được nhà Muslen kế thừa nhưng khi tiên vương Esmond đệ nhất băng hà, Đức vua hiện tại là Esmon đệ nhị mới chỉ 12 tuổi đó là chuyện 15 năm trước, lấy lý do đức vua nhỏ tuổi nhà Chamber đã tạo phản với âm mưu chiếm ngai vàng. Và chính vị bá tước này là người đã dẹp yên nó cùng sự hỗ trợ của Thomas Anban. Ông đã tiêu diệt hoàn toàn nhà Chamber, kẻ chủ mưu rất tàn nhẫn thì Hugh vẫn hiểu được. Nhưng còn trục xuất cả nhà Anban cũng như giải tán quân đội và tịch thu lãnh thổ trong khi họ đã hỗ trợ hoàng gia thì thật vô lý. Lão đáp một nước không thể có hai vua. Cũng may khi đó Đức vua Esmond đệ nhị đã phủ nhận lời khuyên của ngài vì người thích tính cách ôn hòa của Thomas. Kết quả là nhà An -ban được ban cho vùng Phi -lắc trực thuộc Hoàng gia với hai điều kiện, đóng thuế thu nhập cho Hoàng gia và đến thăm Lewiston mỗi tháng. Sau khi Thomas qua đời con trai ông ta kế thừa trách nhiệm đó, Hugh có quen biết và tin chắc đó là một thanh niên hiểu biết và điềm đạm không hề có chút tham vọng. Nhưng ngài bá tước vẫn cứ coi cậu ấy là mồi lửa chiến tranh chỉ vì lão nghĩ nó còn đang âm ỉ sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Trở lại với An đang nghe bác chủ tiệm kể, phía nam ở Lewiston này có một thị trấn tên là Philac nơi giao thương nổi tiếng trực thuộc hoàng gia, chỉ cần đến lâu đài Philac và làm được tác phẩm mà công tước thích sẽ nhận tiền thưởng vô cùng lớn. Hơn nữa nếu được công tước Philac người mang dòng máu thái tổ thừa nhận sẽ là một thành tích lớn đối với nghệ nhân kẹo đường. An đã đem tác phẩm đến lâu đài đợi thì thấy cũng có một người tới từ trước rồi. Lâu đài này trông rất ảm đạm toàn bộ làm bằng đá. Công tước William Anban đã tới hai người liền mở tác phẩm của mình ra thì An là người được chọn. Cô làm kẹo từ hình mẫu tinh linh Misri vì đó là người bạn cùng chuyến hành trình với mình. Công tước lạnh lùng khen đẹp và cho ở lại lâu đài. Ông yêu cầu An tiếp theo làm theo ý mình đó là một tác phẩm dựa theo hình mẫu tinh linh trong bức ảnh này. Có vẻ việc gọi tinh linh là bạn của An cũng được lòng ngài ấy vì công tước rất ghét việc sử dụng tinh linh nên trong lâu đài không có một con nào. Tổng cộng chỉ có An và ba nghệ nhân khác là được vào lâu đài mới biết lọt vào mắt công tước cũng khó an cùng với san tiến vào trong tháp thì bất ngờ đụng độ jonas và hai cậu bạn làm cùng xưởng cậu ta thế éo nào ba thằng nó cùng đổ tội cho an là kẻ ăn trộm tác phẩm hồi đại hội san phải rút kiếm ra dọa mới chịu bỏ đi sau đó cô cùng sự trợ giúp của mitri tập trung vào làm kẹo đường theo yêu cầu của công tước liên tục trong vài ngày trong lúc làm mitri mới kể vào ba ngày trước san có nói thật hoài niệm vì ngày xưa anh cũng từng sống trong một lâu đài như này vì bất cẩn mà an lỡ dây bẩn cái mặt xanh lè cô vội đi rửa nhìn vào làn nước cô chợt nhớ tới lời của san nói mình rồi sẽ thay đổi trở thành một cô gái rất xinh đẹp giống như lít còn hiện tại an vẫn chỉ là một đứa gầy gò tay chân lèo khèo như con bù nhìn song tự dưng lại cảm thấy cứ như mình đang ghen tị với lít được anh ấy khen vậy đúng lúc đó san đi đến thấy gương mặt ướt đẫm nước của cô anh nhẹ nhàng lăn ngón tay trên gò má đỏ ửng làm nhỏ giật mình né ra rồi ngượng ngùng và cuối cùng bỏ chạy khi bị san dí sát mặt lại đúng lúc gặp jonas cậu ta khoe ba đứa mình đều xong tác phẩm nộp cho ngài công tước rồi nhưng hai người kia đã bị loại chỉ còn mình cậu và tác phẩm rất được ngài ấy khen, An trở về nhìn vào tác phẩm của mình rồi ngủ thiếp đi trên ghế. San liền bế bồng cô trên tay và đặt lên giường cẩn thận. Hôm sau nộp bài cho công tước ngài nhận xét nó không đúng với hình mẫu nhưng phong thái thì đúng còn tốt hơn Jonas. Vậy là An cũng được ở lại di chuyển sang ngọn tháp tiếp theo. Có thể nói ngài ấy chỉ tạm tạm chấp nhận chứ không hẳn là thích tác phẩm của cô. Vừa đến ngọn tháp mới đã khiến thanh niên Jonas rất bất ngờ thế là hai đứa đứng đấu võ mồm một hồi. Tập 7. An đã tăng độ rủ của chiếc váy cũng như thêm độ cuộn vào các viền váy. San thì vừa bắt quả tang nhóc Mitri lẻn vào phòng Jonas làm gì đó. Cậu kể vừa rồi trông hắn đang suy sụp khủng khiếp khoái chí lắm. Đã xong tác phẩm Mitri đi rung chuông gọi ngài công tước đến. Nhưng ông vẫn nhận xét chẳng có gì thay đổi so với hôm qua và phê bình An lẫn Jonas đều không hiểu gì cả. Giờ mới hiểu lý do cậu ta suy sụp cô đành phải đi ngắm bức ảnh thật kỹ càng nữa mà suy ngẫm so với một tác phẩm kẹo đường thì của an là quá đạt yêu cầu rồi có lẽ ông ta đang tìm kiếm thứ gì đó khác lần này cô thử thay đổi cách làm cho chân thực hơn thì trông đã khác trước rất nhiều định đi xem lại bức tranh lần cuối trước khi nộp bất ngờ đụng độ jonas cậu ta không thể hiểu cũng như không thể làm được những gì công tước nói và đã quyết định bỏ cuộc an thấy vậy thật quá tốt cho mình nhưng chợt nhận ra mặt jonas có vết bầm lại một lần nữa cô bị nhận xét là hoàn toàn không đúng ở toàn bộ mọi điểm lần này an cãi lại rõ ràng đã xem xét rất kỹ nhiều lần và làm giống hệt như bức tranh rồi lão thẳng tay đáp vỡ chiếc kẹo xuống đất nói ta không muốn nhìn thứ giả mạo này an dường như cứng đơ cả người trước cảnh tượng trước mặt và tiếp tục bị bắt tạo hình lại mitri với san động viên và khuyên tốt nhất nên rời khỏi đây vì thứ mà hắn muốn có thể là thứ mà tác phẩm kẹo đường không thể làm được nhưng dựa vào cái dáng vẻ khi nhìn ngắm chiếc kẹo cô tin không phải vậy và vẫn sẽ tiếp tục đêm nay an cho san lên giường ngủ và cô sẽ nằm dưới sàn thay nhưng anh từ chối là một người đã sống hơn 100 năm nên San rất hay cãi lại đồng nghĩa với việc đã gặp rất nhiều người. Cô thắc mắc Lít là một người như nào có xinh đẹp không và hàng loạt câu hỏi về cô ấy. San cũng trả lời đầy đủ cô ấy không hẳn dịu dàng mà trưởng thành, ít nói nhưng rất thấu đáo. An nhận thấy hoàn toàn khác mình một đứa con gái không xinh đẹp tính tình trẻ con lại ồn ào. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cô tự nhiên lại tuôn rơi làm San còn tưởng mình đã nói gì khiến An buồn, lấy cớ là bụi bay vào mắt cô lập tức bỏ chạy. Một lát sau quay về phòng thì không thấy San đâu nhưng lại có sự xuất hiện của Jonas. Trên tay cậu ta là chiếc cánh của Misri và bóp một phát khiến nó đau đớn. Jonas có một việc muốn An làm đó là hãy nói với San cô không muốn đi cùng anh ta nữa. Bảo hắn rời khỏi lâu đài và không bao giờ gặp lại nữa thì mới trả lại cái cánh. Còn nếu dám tiết lộ chuyện này với hắn thì chắc chắn cậu sẽ bóp nát về phía San đang thắc mắc tại sao cô ấy lại khóc khi nghe chuyện về Lít. Và ngay khi quay về phòng An đã lập tức đuổi anh rời khỏi lâu đài ngay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, về lý do thì cô tự nhận là lỗi của mình mà không muốn kể. Ngay khi San nghe lời rời đi Jonas mới chui ra và thêm một điều kiện nữa đó là ngày mai phải cùng đến gặp công tước Philac. Cô chỉ việc không phản đối những gì cậu ta nói và cứ đồng ý là Jonas nói đúng rồi trở về phòng, lúc này Mitri xin lỗi vì cậu biết An yêu San đến vậy mà phải chia xa. Cô không trách gì hết và phủ nhận điều đó nhưng đâu thể giấu được Mitri dám chắc cô đã yêu anh ấy. Lúc này An chỉ còn biết ngồi khóc gọi tên San trong phòng, nhìn qua ô cửa sổ anh ấy đã lên thuyền và rời khỏi vùng phi lắc này. Trong lúc đang không biết đi đâu về đâu lại bắt gặp mấy gã thợ săn tinh linh tưởng mình là tinh linh thú cưng, chúng nó lao đến thì anh đánh gục cả ba thằng. San định ra tay giết nhưng bất ngờ Hugh xuất hiện ngăn lại ngài sẽ không thể bao che cho anh được mất ông định tới lâu đài tìm công tước phi lắc vì người ấy đang gặp nguy hiểm nên rủ san đi cùng đã đến sáng nghe theo lời jonas an cùng vào phòng công tước jonas cúi đầu xin phép ngài cho mình dừng công việc này tuần trước cậu cũng đã nói thế rồi mà ông không đồng ý và nếu dám bỏ chạy thì sẽ bị lão xích lại lúc này an mới nhận ra vết bầm trên mặt là do bị đánh jonas cầu xin tha cho mình cậu không thể làm được nữa và vẫn còn an ở lại hoàn thành tác phẩm con tinh linh chiến binh thì bị đuổi đi rồi mà bất ngờ an đồng ý ngay với những gì jonas đã nói cô sẽ ở lại làm nên xin người hãy tha cho cậu ta công tước nói nếu không thể hoàn thiện tác phẩm thì phải mãi mãi ở lại lâu đài này cô cũng đồng ý sau khi an thể hứa đủ kiểu ông ta mới tha cho jonas thì cậu trả lại cánh của mitri cho cô rồi còn nhận xét an đúng là kỳ lạ quá điên rồ khi thật lòng muốn ở lại sau đó bỏ đi lập tức hugh đã nghe san kể về chuyện bị an đuổi đi nếu vậy thì thật nguy hiểm khi cô ấy vẫn còn ở lại đó bởi suốt một năm rưỡi nay công tước Phi Lắc đã không đến Lê Winston. Tuy không biết lý do vì sao nhưng bá tước không thể bỏ qua và đang chuẩn bị thảo phạt anh ta. Hugh thì không muốn công tước chết vì trước khi trở thành tử tước kẹo bạc anh rất hay đến đây để làm kẹo đường cho người phụ nữ bên cạnh ông ấy. Hugh biết rõ ông ấy không hề có dã tâm, đã đến nơi anh mời ngài đến Lê một chuyến nhưng ông không đồng ý. Hugh liền kể sự thật rằng bá tước đang dẫn quân đến đây nhưng quốc vương thì không muốn thảo phạt và cả anh cũng vậy định dẫn ngài đi trốn nhưng công tước nhất định từ chối rồi đuổi về. Trong khi đó An vẫn đang chăm chú quan sát bức tranh cô gái tinh linh trên tường. Thì đột nhiên ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu rọi vào khiến cô mới ngỡ ngàng nhận ra tinh linh này còn nguyên hai chiếc cánh nghĩa là chưa hề bị ai sử dụng cô nhất định phải đi hỏi tinh linh này là gì của công tước, khuyên Mitri hãy rời khỏi đây mà tránh nguy hiểm vì đây là công việc của một mình mình. Sau khi làm xong việc cô cũng sẽ rời đi và gặp lại nhau thôi vậy thì cậu ta mới nghe theo. Tập 8 An đến gặp ngài công tước hỏi về tên của cô gái trong tranh. Ông chĩa mũi kiếm vào cổ cô bé nói câu hỏi vừa rồi đã chạm đến ký ức của mình. Nếu đã chạm vào bóng tối khuấy nó lên mà vẫn không làm được tác phẩm thì phải chết. An đáp mình nhất định sẽ không chết vì còn lời hứa với một người bạn. Công tước mới tiết lộ tên thật của tinh linh đó là Erin, nhưng cô ấy không muốn được gọi bằng tên thật mà muốn gọi bằng tên con người nên ông đã đặt cho cái tên Christina. Cô ấy được sinh ra khi ông đang bần thần nhìn những con sóng, vì sợ con người sẽ làm tổn thương nên công tước mới đem về lâu đài. Nhưng Christina đã biến mất vào một năm rưỡi trước. An nhận ra đó là tình yêu của ngài công tước mãi đến giờ vẫn chưa thể quên. Hugh cũng vừa kể câu chuyện ấy cho San nghe và hỏi anh thọ mệnh của tinh linh sinh ra từ biển là bao lâu thọ mệnh của tinh linh nước rất không ổn định có khi là vài trăm năm có khi chỉ vài năm vậy là hugh đã hiểu do cô ấy biến mất nên công tước mới bị tổn thương đến vậy không ai có thể thay thế được christina trong lòng ông giờ thì an đã hiểu rồi cô muốn mang đồ nghề đến trước mặt ngài mà tạo hình cô ấy trong khi nói chuyện với công tước nhà an ban không những không tạo phản mà còn giúp đỡ quốc vương chiến đấu nhưng những gì họ nhận được là phải nộp mọi lợi nhuận từ giao thương cho hoàng gia và mỗi tháng đều phải tới diện kiến bị đối xử như vậy ai cũng phải thấy phẫn nộ và chỉ có christina là người duy nhất chữa lành được điều đó hugh đã làm rất nhiều tác phẩm kẹo đường cho công tước và ngài ấy đều tặng cô tinh linh hết cô ấy cũng rất hạnh phúc khi ở bên công tước mà đúng lúc đó có biến xảy ra thì gia quân của bá tước đang ở ngay phía trước đại lộ thì ra ông ta đã biết hugh đi thuyết phục công tước william nhưng thất bại anh nói vẫn còn an trong lâu đài thì lão bá tước chỉ lắc đầu tội nghiệp cầu mong cô bé có thể trốn thật kỹ thay vì dừng tay lại San cũng gặp lại Mitri ở đây nó đã chui vào bên trong ăn hết sạch súp. Mitri bắt đầu kể chị An đang rất muốn anh quay trở lại và giải thích toàn bộ những lời cô ấy nói hôm trước là do bị Jonas ép buộc. An đã luôn luôn nhớ anh và cô ấy đang bị nhốt ở lâu đài mãi mãi. Nghe đến đây San tức tốc chạy đi ngay. An đang định làm tác phẩm giống Christina nhất có thể từ chiều cao khuôn mặt biểu cảm. Hình ảnh mà Công tước nhớ về cô ấy nhất là người thả lỏng dựa vào tường và mỉm cười. Công tước nhận được thông báo khoảng 300 kỵ binh của bá tước đang bao vây lâu đài. Ngài mặc kệ chúng mà muốn tiếp tục xem An làm việc, cô rất thắc mắc thì ông chỉ nói ngươi không thể nào hiểu được, cảm giác bị tước đi toàn bộ phẩm giá và ép làm nô lệ chỉ mình Christina là người hiểu, càng nghe An lại càng muốn làm ra thứ duy nhất mà ngài công tước còn nghĩ đến bây giờ. Đúng lúc đó San đến đòi trả lại An tay anh vòng ra ôm eo cô thật chặt, An xúc động đến phát khóc khi anh đã thật sự trở lại và cô chỉ biết xin lỗi. San rút kiếm ra định đấu với lão nhưng An ngăn cản cô vẫn muốn hoàn thiện tác phẩm mặc cho binh lính ngoài kia có thể xông vào bất cứ lúc nào cô cũng liều mạng công tước ngồi quan sát trực tiếp ngài nhận xét trông rất giống nhưng màu mắt thì khác nghe lão nói một hồi cuối cùng thì hai người mới hiểu nghĩa là ông ấy đang muốn tạo ra hình dáng cô tinh linh đó rồi truyền ánh nhìn của mình vào với niềm tin christina sẽ được sinh ra một lần nữa chính mắt công tước là người chứng kiến cái khoảnh khắc cô ấy biến mất trong không khí vậy thì chỉ cần tạo hình cho không thể tan biến được nữa san nói thẳng thứ đã mất thì không thể trở lại được nên dù có nhìn nó cả ngày cũng vô ích thôi nhưng lão vẫn nhất quyết không nghe binh lính đã bắt đầu đập cửa lâu đài chuẩn bị tràn vào an phải vội vã tìm thứ có thể làm ra đôi mắt màu bạc mặc cho san ngăn cản cô vẫn tiếp tục công việc anh liền chạm nhẹ bàn tay lên má cô nếu đó là mong muốn của an thì cứ làm đến khi thỏa mãn nói rồi ra ngoài chặn đường không cho bọn kỵ binh xông vào cô vẫn cố gắng hết sức đặt mọi tâm huyết vào tác phẩm này và cầu xin hãy xuất hiện ngay giây phút đó ngài công tước như bừng tỉnh trước hình ảnh cô tinh linh christina khiến từng giọt nước mắt tuôn rơi Giờ thì đã có thể khẳng định đây chính là thứ ông muốn nhìn. An nói chưa một ai chứng minh là không thể cả. Nên nếu ngài cứ tiếp tục nhìn và nghĩ về cô ấy thì biết đâu ngày nào đó Christina sẽ sinh ra lần nữa. Ông trao cho An tiền thưởng như đã hứa và xác nhận cô là nghệ nhân kẹo đường tuyệt vời nhất rồi thả đi. An vui vẻ chạy ra ngoài gọi tên San thì lỡ trượt chân ngã nhưng lại được ôm trọn vào vòng tay anh. Trong lúc Hugh cùng các kỵ binh đi lên áp giải công tước thì cô còn đang được anh tinh linh ôm rất chặt vào lòng. Đây là lần thứ hai San chịu gọi tên An. Cô nói muốn được ở bên anh mãi mãi đến về sau cũng vậy. Ôi đoạn này chứa nhiều hàm lượng đường quá tôi đỡ không nổi rồi anh em. Quay trở lại tiệm ăn hôm nọ bác chủ tiệm kể về vụ ngài công tước bị bắt. Cứ nghĩ hình phạt sẽ nặng lắm nhưng hóa ra ông chỉ bị quản thúc bởi bá tước thôi. Nghe đồn là nhờ đã nhận được tác phẩm kẹo đường của An mới đem lại sự may mắn đó. Sau đó cô đến đền thờ cầu nguyện cho người mẹ đã mất của mình vì hôm nay là ngày tiễn linh hồn lên thiên đường. Tập 9 9 tháng sau ba người đang di chuyển trên một cánh đồng lúa để trở về Lewiston. Mitri hỏi San thích con gái buộc tóc lại gọn gàng hay xõa tóc nhưng Thánh im thiên thích không thèm dép. An hơi buồn vì anh ấy toàn gọi mình là bù nhìn dù đã nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng dù sao chỉ cần được ở bên là đủ rồi. Đang mải mơ màng thì đâm phải một xe ngựa khác thì ra đó là Cát. Vừa mới gặp nhau San lại cả khi anh ta như hồi năm ngoái nữa rồi. Thấy An đến Winston mà chả biết cái mẹ gì về vụ việc đang diễn ra Cát hơi bực bội anh liền dẫn cả bọn đến một tiệm quen an kể về một năm vừa qua mình đã đi rất nhiều thị trấn nhỏ và làng mạc để bán kẹo đường và giờ quay lại để tham dự đại hội cắt hỏi về tình hình các cây táo ở ven đường thì đúng thật cô nhận thấy ở mọi nơi chúng đều trong tình trạng xấu e rằng sản lượng năm nay chắc chắn sẽ giảm nếu mỗi cá nhân cứ tự thu hoạch như mọi năm thì giữa các xưởng sẽ xung đột lớn mất để ngăn chặn hỗn loạn hiu đã đưa ra một thỏa thuận là năm nay các cá nhân sẽ bị cấm thu hoạch táo đường toàn bộ táo đường tại vương quốc sẽ được thu hoạch và tinh luyện dưới tên của tử tước kẹo bạc chỉ những nghệ nhân tham gia chế tác mới được chia sẻ đường bạc ứng với phần công sức hugh là người quyết định nhưng bên quản lý công việc này lại là xưởng radcliffe đó là cách duy nhất để có đường bạc vậy mà an lại chẳng hay biết gì đồng nghĩa với việc xưởng đó cố tình không thông báo cho cô có lẽ vì tin đồn an làm kẹo đường cho công tước william đã khiến cô bị ghen tị và dùng bỏ nếu muốn tham gia đại hội kẹo đường phải tự tinh luyện đường bạc, nghĩa là bắt buộc phải đến tạm trú tại xưởng Radcliffe để được phân phối táo cho, nhưng với điều kiện nghệ nhân phải phụ tinh luyện, do đó chỉ có buổi đêm là rảnh để làm tác phẩm của mình. Nên những người muốn tham gia đại hội đã quy tụ về xưởng chính từ nửa tháng trước rồi, mặc dù đã khá muộn màng nhưng cô vẫn buộc phải đi đến xưởng Radcliffe ngay lập tức và cũng đừng quên đây chính là xưởng mà Jonas đã làm việc từ lâu cậu ta đang hướng dẫn người mới đăng ký vào. Các thì đăng ký rất nhẹ nhàng nhưng quả nhiên An bị một thằng bạn của Jonas làm khó. Hắn vẫn cho rằng năm ngoái chính cô là người ăn trộm tác phẩm của cậu ta ở đại hội. Lại còn quyến rũ từ tước kẹo bạc và có vẻ công tước William vùng Phi cũng chỉ bị An lừa gạt thôi. Cộng thêm việc luật không cho phép tinh linh thú cưng vào trong nên hắn nhất định không cho cô đăng ký. An cố giải thích không phải tinh linh thú cưng gã cũng không thể nghe. Ngay lúc đó một người tên kê tiến ra yêu cầu cậu ta yên lặng kẻo làm tổn hại danh tiếng xưởng Radcliffe. Anh chàng này có vẻ rất tử tế giới thiệu bản thân và xin lỗi An Đàng Hoàng, hóa ra cũng có quen biết với Cát. Nhận thấy anh chàng tinh linh này rất đẹp hệt như tinh linh thú cưng, Kê liền nghĩ ra một cách có thể cho San vào xưởng cùng đó là muốn mượn cậu ấy làm mẫu cho tác phẩm. Vì Kê cũng là thí sinh tham gia đại hội kẹo đường năm nay, An định từ chối bởi anh ấy không thuộc về ai hết nhưng San nắm lấy tay kêu đồng ý đi, miễn sao không phải chia cắt nhau là được, và thế là cả bọn được vào trong dưới sự chỉ dẫn của Kê chỉ những bậc thầy kẹo bạc như cát hoặc người được thừa nhận thực lực mới được ở phòng riêng còn lại sẽ chung một phòng, nhưng vì An là con gái nên cũng có một phòng riêng và Kê cũng vậy do anh đã được thừa nhận thực lực. Sáng sớm ngủ dậy An phải vội vội vàng vàng mặc đồ và chỉnh tóc tai khiến San nhận xét cô thật giống Lít. Cô thắc mắc xõa tóc xuống thì có người lớn hơn không và thầm nghĩ anh ấy thích kiểu nào thì bất ngờ được San tiến lại gần vuốt ve mái tóc. Đến nước này An định đánh liều hỏi anh thích kiểu tóc nào hơn nhưng cuối cùng lại ngượng không dám nói. Ra đến cửa thì được kê hỏi mượn san vì lời hứa hôm qua. Nhân tiện cô thắc mắc sao anh lại tốt với mình thế. Kê đáp vì cô là nghệ nhân được cựu công tước William vùng Phi Lắc thừa nhận. Và ngoài ra hồi tầm 4 năm tuổi anh có biết mẹ cô bé. Kê đã rất bất ngờ khi thấy một bậc thầy kẹo bạc lại là nữ. Cha anh chính là tử tước kẹo bạc đời trước nên kê mới có cơ hội gặp nhiều bậc thầy kẹo bạc. Ông là một người rất được yêu mến nhưng đã qua đời trước mẹ An khoảng nửa năm. Hồi đó cũng có năm táo đường bị mất mùa như năm nay dẫn đến sự hỗn loạn. Mặc dù cha ở xưởng Pết nhưng kê lại làm tại xưởng Radcliffe vì không muốn bị coi là con trai ông nên được yêu ái. Nhưng có vẻ khi ở đây kê vẫn được yêu ái như thường. Hồi cha còn sống anh đã không tham gia đại hội để lấy chứng nhận hoàng gia vì nếu thành công chắc chắn sẽ bị bàn tán. Còn thất bại thì người ta cười chê, sau đó tiến vào phòng anh muốn nhờ san ngồi cửa sổ để quan sát phong thái làm tác phẩm. Mọi người đều đã tinh luyện xong đường bạc cho đại hội rồi mà giờ an mới đến là khá muộn san mới trách nhờ lũ bạn cùng xưởng của ngươi không báo chứ ai kê nhận xét bọn này thật bỉ ổi anh không thích mấy trò như thế chút nào nói thật những nghệ nhân ở đây chẳng ai có thể làm đối thủ của anh cả thế nên an đến khiến anh rất vui vì muốn có đối thủ xứng tầm nhưng kê biết đây là cơ hội cuối cùng của cô ấy để trở thành bậc thầy kẹo bạc rồi nếu thất bại sẽ mãi mãi không đạt được bởi an đã quá nổi bật qua vụ đại hội năm ngoái và vụ công tước William An đã rất bị đố kỵ nên kiểu gì năm sau người ta cũng làm khó cô vô cùng giống như hôm đăng ký ở đây vậy. Kê muốn San đừng nói chuyện này cho cô ấy biết để không phải bận tâm ảnh hưởng tinh thần. Tập 10 Lần đầu được đến với xưởng An chóng ngợp vì quá rộng và rất nhiều nghệ nhân nhưng lại không có phụ nữ. Cắt mới giải thích bởi Thượng Đế đã tạo ra đàn ông và phụ nữ vốn định để họ cai quản trái đất nhưng cô gái loài người đó lại yêu vua tinh linh và quy phục hắn. Thái tổ Cedric là người đã thanh tẩy tội lỗi đó và giải phóng con người khỏi tinh linh, vì vậy phụ nữ là tội đồ không được phép làm các món ăn thần thánh như kẹo bạc. Điều đó đã được giảng trong các buổi giảng đạo của nhà thờ mà An lại không biết, nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Chủ xưởng Radcliffe đã tới tên Marcus, giao cho các nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình tinh luyện đường, chủ xưởng cũng chính là bác của Jonas xin lỗi An vì cháu mình đã làm phiền cô. Đồng thời cũng nhắc nhở An muốn được chia cho đường bạc thì phải làm việc tương đương các nghệ nhân khác. Cách tinh luyện đường ở đây cần đẩy cối say nặng rồi dùng máy xúc và sẻng như đàn ông, cô cũng không lúng túng đáp mình làm được hết. Sau khi thay đồ cho dễ vận động liền ra hỏi các phân công mình làm việc ở đâu rồi nhanh nhỏ làm luôn. Công việc của Mitri là giúp tinh linh của cát lên xe ngựa đi phụ hái táo đường, đã đến lượt làm việc an chạy lên cái nồi nhưng phải choáng ngợp vì sức nóng của nó. Mấy người nói phụ nữ không nâng nổi cái đó đâu nhưng cô nhất định làm cơ mà ai ngờ không nâng được thật, lập tức được một anh chàng tóc cam bế xuống dưới. Hóa ra đây chính là Elliot đại diện cho chủ xưởng bếp tới phụ nhiệm vụ giám sát quá trình cùng với Cát, thanh niên có vẻ rất chăng hoa chưa gì đã mời An lần tới đi uống trà cùng nhau. Ngoài ra Elias còn dẫn theo một cô gái là tiểu thư của xưởng bếp, ngay cả con gái chủ xưởng anh chàng cũng không tha vẫn tán tỉnh như thật còn chém gió là vị hôn thê mình. Bridget đến đây để phụ công việc bếp núc, cơ mà trong lúc không nhận ra thì hàng chục ánh mắt đã đổ dồn về phía An như thể coi cô là đứa cản trở cắt mắng cho chúng nó một câu rồi để an tiếp tục quay trở lại với công việc nhìn cảnh cô gái chỉ cố gắng gượng ép bản thân làm thứ không làm nổi trong khi còn trả được thừa nhận là nghệ nhân bridget cà khịa cho mấy câu rồi bỏ đi dặn lòng nếu không làm được thì sẽ không được chia cho đường bạc nữ chính của chúng ta vẫn cố hết sức mình đến giờ ăn tối các nghệ nhân sẽ xếp hàng chờ được phát cho phần ăn từ bridget cho đến người cuối cùng là an cô ta lại bắt đầu khích bác cái đồ phụ nữ mà không biết xấu hổ An muốn xin thêm một bát cho người đi cùng nhưng Bridget không đồng ý vì ai cũng chỉ có một phần, cho đến khi San tới xin đồ ăn nhỏ mới đỏ mặt ấp úng múc cho vì được thấy trai đẹp. Trở về phòng thì có Jonas đến thay mặt bác cậu thông báo táo đường được thu hoạch hôm nay đang ở trong nhà kho. Vậy là An cũng được chia phần thì vui lắm lập tức đi lấy ngay, mà dường như cả ngày nay đã quá mệt cô ngủ thiếp đi trong nhà kho. Cho đến khi lơ mơ mở mắt mới nhận ra đang nằm trong vòng tay San và được anh bế lên giường đàng hoàng. Anh khẽ hôn lên trán An Thầm nghĩ không muốn bị chia cắt với cô ấy. Trong lúc đi múc nước thì lại tình cờ được Bridget nhận xét con nhỏ ấy thật độc ác bắt anh làm việc cả đêm khuya. Nếu không muốn bị cô ta sử dụng nữa thì cô sẽ mua anh và chắc chắn không bắt San phải làm việc gì cả. Anh sẽ có một phòng riêng thật đẹp cũng như được ăn rất nhiều kẹo. San chỉ lặng lặng nói đừng làm chuyện thừa thải đồ con người rồi đi vụt qua. Sáu ngày sau tên Sammy đang dục An mau chóng chuyển qua nồi khác làm việc tiếp cô nhất định không nghe lời vì nếu không vớt váng kỹ của nồi này sẽ làm kẹo bị đắng thế là lập tức bị hắn đẩy ngã đối với sammy đường bạc của năm nay là sản xuất số lượng lớn nên không cần quan tâm đến chất lượng làm gì an đáp trả nếu vậy những người mua kẹo đường của năm tới sẽ phải mua hàng kém chất lượng sao biết đâu đó là dịp quan trọng chỉ có một trong đời họ cô nhất định sẽ làm đường bạc tốt và chất lượng nhất có thể Kê liền lôi An ra ngoài nói đã có Cát và Elias giám sát rồi nên không phải lo vụ chúng nó có làm việc không kỹ. Cô mới nhận ra đúng vậy thật rồi tự trách bản thân thật ngốc. Kê động viên em đừng lo lắng vì đã làm rất tốt rồi và rất mong đợi vào sản phẩm của An. Lý do mà Kê chọn San làm tác phẩm là vì thành viên hoàng gia có xu hướng thích kẹo đường có mô típ tinh linh. Và đây chính là tác phẩm đang làm dở của anh ấy về San nhìn đẹp lung linh. Giờ đây được nhìn thấy cái này rồi tự nhiên An lại cảm giác mông lung trong lòng bất ngờ ngó xuống dưới thấy san đang được bridget xin lỗi vì cô đã hiểu lầm anh bị cô bé an đó sử dụng nói rồi tự dưng gục mặt vào người anh tâm sự mình vốn có một vị hôn phu ở nhà thế nhưng cô vốn chẳng hề thích một ai nên không quan tâm và cho đến hôm trước lần đầu được thấy san trái tim bridget đã thật sự rung động rồi thổ lộ mình thích anh an mới chỉ xem đến đây lại đúng lúc được kê gọi đi làm việc nên cô bỏ đi luôn với một tâm trạng đau nhói trong lòng mà đâu biết san đã gạt người bridget ra trả lời cô ta bằng những câu nói rất lạnh lùng rồi chốt lại bằng câu nếu muốn ta đến thế thì hãy cướp cánh mà ra lệnh bắt ta phải yêu cô. Kê thấy An đang có điều gì rất buồn phiền liền cầm tay cô mà kéo chạy thật nhanh tới nơi làm việc cùng nhau. Nhưng lại tình cờ San mới đến gần đó chứng kiến được hình ảnh nụ cười hết sức tươi tắn của cô ấy khi đi với anh chàng kia. Anh đi theo thì thấy Kê đang động viên An và sẵn sàng lắng nghe cô tâm sự lúc cần, dường như trong lòng San cũng đã nhói lên một cảm giác gì đó. Tập 11 An rủ Mitri đi dạo một chút nhưng cậu ta thừa biết chị đang có tâm sự trong lòng về tên San. Dạo này anh ta cứ làm người mẫu cho kê suốt. Jonas đi ngang qua thì hỏi Han bạn đang làm gì và kể năm nay cậu sẽ tự làm tác phẩm cho bản thân. An chợt nhớ lại kê có kể ở chi nhánh chính của nhà thờ Thánh Lê Winston có cuốn sách về các tác phẩm kẹo đường hoàng gia. Thế là trở về phòng cô muốn rủ sa nhân ngày mai là ngày nghỉ đi cùng mình tới đó tìm hiểu. Anh chỉ lạnh lùng đồng ý. Hôm sau trên xe ngựa An Đá đều qua dò hỏi về vụ anh có hẹn hò với Bridget không vì chưa hôm qua hai người ôm nhau ở ký túc xá. San mới kể lại hết sự tình vụ đó cho cô nghe, đã đến nhà thờ thánh nhưng rất tiếc không thể vào thư viện được vì nó đang được tái tạo. Còn sách về tác phẩm kẹo đường của Hoàng gia thì là sách cổ viết bằng cổ ngữ nên An không thể đọc được. Nhưng dường như ngay từ khi sinh ra từ viên hắc rượu thạch san đã có thể đọc được nó anh liền đọc cho cô nghe vua cedric là nô lệ của vua tinh linh nhưng vua tinh linh lại coi ông ấy là bạn nên đã trả tự do cả hai vị vua ấy đều cố gắng tìm một con đường mà tinh linh và con người có thể đi chung nhưng hai phe con người và tinh linh dưới trướng họ lại đố kỵ ganh ghét lẫn nhau khiến chiến tranh nổ ra vua tinh linh bị đánh bại và thái tổ cedric thắng dẫn đến tinh linh trở thành nô lệ cedric rất buồn trước cái chết của người bạn nên đã làm một chiếc kẹo đường theo hình mẫu vua tinh linh đặt trước mộ và cầu nguyện một ngày ước mơ của cả hai trở thành sự thật vậy nghĩa là những lời giảng dạy của nhà thờ này về việc mâu thuẫn của họ liên quan đến phụ nữ là hoàn toàn không đúng san chỉ lạnh lùng nói sự khác biệt giữa hai chủng tộc là quá lớn nhưng an quả quyết không hề có chuyện đó cô đang định nói ra cảm xúc của mình dành cho anh nhưng rồi lại thôi tóm lại thì việc hoàng gia thích các tác phẩm kẹo đường về tinh linh có lẽ là để chuộc lỗi vì không thực hiện được ý nguyện của cedric dạo gần đây vẫn còn rất mông lung về tác phẩm tham dự đại hội không biết nên làm về gì nhưng khi được thấy chiếc cánh của san an dường như đã tìm ra thứ mình muốn làm lập tức tươi tỉnh chạy về muốn làm luôn. San định ra khỏi phòng cho cô không mất tập trung nhưng An cần anh ở lại. Cô muốn tạo hình cho thứ mà thái tổ Cedric cũng như vua tinh linh đã cùng ấp ủ. Nghe tin An đã bắt đầu làm tác phẩm thì kê cũng rất mừng bởi thấy cô ấy mất phương hướng anh khá lo. Sau đó San ra khỏi phòng tình cờ gặp Cát và cả hai đang nghe thấy một tiếng cãi vã rất to. Chuyện là nhỏ Bridget hình như quá ám ảnh San nó nằng nặc đòi Elias mua anh cho bằng được. Thậm chí còn đang có dự định ăn trộm cánh của San nên Cát khuyên cậu phải cẩn thận và thế rồi chuỗi ngày tại xưởng cứ tiếp diễn đều đặn. Ba ngày An làm việc phụ giúp xưởng ban đêm cô mới lấy tác phẩm ra hoàn thiện từng chút một. Cuối cùng cũng xong trước khi đại hội bắt đầu hai ngày, theo như truyền thống ngài Marcus sẽ ghé qua kiểm tra tác phẩm thì kê cũng xin đi theo xem. Nhưng vừa bước vào phòng đã thấy nhóc Mitri đang lén lút ăn vụng, An hỏi tội em nó thì cu cậu cãi không phải vậy chỉ là muốn thử vị thôi. Ngay sau đó cô lật tấm vải che tác phẩm của mình ra cho mọi người xem, đó là hình ảnh hoa hồng dây leo loài hoa biểu tượng của hoàng gia được nằm trên chiếc cánh tinh linh tối đó ngồi trong phòng mà nhỏ cứ tủm tỉm cười hóa ra vì được một người giỏi như kê khen tác phẩm của mình đẹp bất ngờ jonas gõ cửa và thông báo sammy vừa nói là bác cậu cho gọi cô đến khu xưởng ngay hai người cùng tới đó nhưng lạ thay chả thấy bác của jonas đâu cả thì ra cậu đã bị lừa và anh ta sai người khống chế hai đứa lại thông qua tác phẩm được thấy hôm nay sammy tin chắc ngày kia an sẽ là người giành được chứng nhận hoàng gia mà năm ngoái là Jonas, còn năm nay là Kê đều sẽ bị con nhỏ này làm bẽ mặt hết. Hắn cầm tay An lên định nhúng vào nồi nước sôi kia thì Jonas vội kêu anh ta dừng tay lại. Kathy nãy giờ tàng hình lúc này mới hiện thân cắn vào tay gã kia giải cứu chủ nhân. Trong khi đó ở phòng Misty đang thắc mắc với San khi một cô gái nói yêu anh và muốn hôn anh nhưng chưa hỏi dứt câu đã bị bắt im mồm rồi. Bất ngờ Jonas vội vội vàng vàng chạy đến báo cáo tình hình khiến San phải tức tốc lao đến khu xưởng ngay. Bàn tay của An đã gần bị nhúng vào nồi nước sôi lắm rồi thì vừa hay anh tới kịp với một ánh mắt căm hận rút thanh kiếm ra. An phải hét lớn anh đừng giết họ San mới chịu khựng lại ngay khi vũ khí kề sát cổ Sammy, bị San đe dọa cho một câu chúng nó mới bỏ chạy. Quay ra nhìn An thì cô đang sợ hãi đến nỗi nước mắt tuôn ra không ngớt mà gào khóc rất to liền được ôm chặt trong vòng tay anh. Ông chủ xưởng đã nghe chuyện thì đến xin lỗi cô bé và cảm thấy đúng là nỗi nhục nhã của xưởng Radcliffe. Cơ mà lão đã hiểu nhầm thủ phạm là Jonas định đuổi thằng cháu mình đi, thì An giải thích Sammy mới là người hãm hại còn Jonas đã giúp cô thoát nạn. Nhưng rõ ràng đám Sammy vừa rồi đã báo cáo ông tới đây xem tình hình, làm gì có chuyện thủ phạm tự làm rồi tự đi báo cáo chứ nên Marcus cho rằng An đang nói dối. Với lại Sammy là một nghệ nhân chăm chỉ làm việc ở xưởng này từ năm 12 tuổi lại còn là học trò của ông. Mitri tức giận giải thích hết sự việc nhưng Marcus không những không tin còn giơ tay định đánh nó rất may San đã ngăn lão ta lại. Anh chửi một học trò thối nát chỉ có thể đến từ một sư phụ thối nát. Chủ xưởng Radcliffe đã cay cú lập tức đuổi cổ An lẫn Jonas ra khỏi nơi này ngay. Lão cho luôn số đường bạc cô đã tinh luyện cũng như tác phẩm coi như đó là khoản bồi thường từ xưởng mình. Tập 12 Sáng hôm sau bắt đầu lên đường rời đi kê và cắt hứa với A nhất định sẽ vạch trần tên Sammy. Chứng kiến khoảnh khắc anh San rời đi ngay trước mặt Bridget có vẻ rất đau khổ nhỏ còn đứng tận ra ngoài cổng để nhìn theo. Sau khi nghe kể lại sự việc bác chủ quán ăn phải nhận xét không ngờ bọn này tồi tệ ghê, cơ mà tình cờ lúc đó Jonas bước vào vừa thấy An cậu lập tức bỏ đi ngay nhưng cô gọi với theo. An gửi lời cảm ơn đến bạn nhưng Jonas không cần mà một mực nói mình rất ghét cô rồi cứ thế bỏ đi không biết đi đâu về đâu. Đêm đó trong lúc San đang mải đứng nhìn An say giấc ngủ thì Mitri vào phòng thông báo có chuyện khẩn cấp, rằng đường bạc của cô ấy có gì đó không đúng cậu vừa mới ăn vụng thì thấy cả vị và hình thức đều rất khác nghĩa là đường bạc của An đã bị đánh cháo với đường bạc sản xuất hàng loạt của xưởng họ. San nhắc Mitri không được kể cho cô ấy biết nói rồi anh lập tức quay trở lại xưởng Radcliffe nhờ kê và các trợ giúp. Ba người cùng vào phòng kể chuyện này với cả Elliot vì anh ta rất dẻo miệng, đồng thời cũng gặp được nhỏ Bridget đang uống rượu giải sầu và tỏ vẻ ghen tị với An khi ai cũng cưng chiều cô ta. San lên tiếng mắng cô mới là kẻ được nuông chiều còn An đã luôn tự làm mọi chuyện một mình không biết bỏ cuộc. Sau khi nghe kể sự việc xong Bridget nói mình đã chứng kiến toàn bộ thủ phạm là ai cũng như hắn hành động như nào, nhưng tất nhiên là nhỏ sẽ không có ý định nói ra. Hôm sau đến với đại hội kẹo đường An khá lo lắng không biết San đã đi đâu ngay sau đó kê cũng tới. Anh xin lỗi cô vì vẫn chưa tìm ra thủ phạm cơ mà nhỏ chả hiểu gì cả. Cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra An thắc mắc nhưng Hiu nhắc nhở trật tự để anh đọc bức thư sáng nay mới nhận. Trong thư tố cáo An không xứng đáng với chức danh nghệ nhân kẹo đường do cô không có khả năng tinh luyện đường bạc cho rằng chỗ đường bạc mà An mang đến là hàng được sản xuất hàng loạt do mất mùa, kê lên tiếng binh vực bởi anh biết Hugh là người rõ nhất về thực lực cô ấy. Nhưng ông bá tước không quan tâm để giải quyết triệt để vấn đề cần phải kiểm tra, An do chưa biết gì nên cũng hồn nhiên đưa số đường bạc cho họ kiểm tra. Nhưng khi mở nắp cô mới sừng sốt và ngay sau đó được xác nhận là đường bạc sản xuất hàng loạt tại xưởng họ. Trong khi đó, San vẫn đang đe dọa Bridges nếu không chịu khai ra chỗ đường bạc của An đâu thì anh sẽ chém nhưng cô ta đâu có sợ mà cho rằng nếu vậy anh sẽ trở thành một tinh linh giết người và mãi mãi không thể về bên an được nữa chợt nghĩ tới hình ảnh cô gái ấy san rất đau đớn nhưng anh vẫn buộc phải đưa ra một đề nghị đó là sẽ trao đổi cánh của mình để lấy thông tin cô ta đồng ý luôn nhưng chưa dừng lại bridget còn bắt san hôn mình nữa thì anh cũng tiến tới làm luôn và dường như cô ta thấy rất hạnh phúc tại đại hội người dân xung quanh đều nháo nhác cả lên yêu cầu phải loại an ngay cát và bác chủ tiệm ăn thì liên tục bênh vực cô bé nhưng dường như không ăn thua Quốc vương bệ hạ đã giá lâm và quyết định kẻ không mang theo đường bạc tự tinh luyện không đủ tư cách để đứng ở đây. An buồn bã bỏ đi, nhưng trước đó quốc vương muốn xem thử tác phẩm của cô đã bởi hoàng hậu bảo thế. Và ngay khi tấm màn che phủ được mở ra, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc vì nó quá đẹp. Bất ngờ An hỏi ngài có tinh linh nào đáng tin tưởng không vậy thì hoàng hậu cho gọi Clifford. An tự tay ngắt bông hoa trên tác phẩm của mình, bởi cô biết tinh linh có thể cảm nhận sự khác nhau của đường bạc nên mong anh thử và sẽ thích nó. Clifford liền hấp thụ và khen rất ngon nó được làm từ loại đường bạc tốt. An sẵn sàng hy sinh tác phẩm của mình chỉ để chứng minh sự trong sạch của bản thân nói rồi quyết định bỏ đi. Thì bất ngờ lúc đó Bridget, con gái của chủ xưởng Pết tới có chuyện muốn nói với bệ hạ. Cô tiết lộ luôn nơi cất giấu chỗ đường bạc của An chính là trong những cái thùng của Sammy. Chính mắt Bridget đã chứng kiến lúc hắn chuyển những cái thùng ra khỏi xe của An. Lão chủ xưởng Radcliffe vẫn không tin học trò cưng của mình làm như vậy mà nghĩ bên xưởng Pết chỉ đang muốn giở trò. Tinh linh Clifford thử nghiệm thì xác nhận đó chính là đường bạc của An. Giờ đây thanh niên chỉ biết gục đầu xin lỗi thầy. Thậm chí nó còn ngu đến mức không vứt đi để phi tang chứng cứ mà mang tới đây bởi ghen tị với loại đường bạc do An làm ra quá tốt. Lão chủ xưởng xin quốc vương hãy tha thứ như người đã quá trướng mắt rồi đuổi cút ra chỗ khác. Nói rồi quay ra bảo An không cần phải rút lui nữa mà hãy tiếp tục tham gia. Ngay sau đó đại hội kẹo đường của năm nay đã chính thức bắt đầu. Tác phẩm của kê được bệ hạ khen ngợi rất nhiều, nó dường như là hoàn hảo mọi mặt chỉ trừ một điểm rằng đây là bắt chước lại sự vật nên sẽ không thể sánh với vẻ đẹp thật sự được trong khi đó an đã tự tạo ra hình hài của những bông hồng dây leo dệt nên từ cánh tinh linh chỉ dựa vào tưởng tượng thậm chí việc bẻ gãy bông hoa ban nãy cũng đem lại một nét đẹp riêng nên ngài tuyên bố an sẽ nhận được chứng nhận hoàng gia và trở thành bậc thầy kẹo bạc tất cả mọi người xung quanh đều náo nhiệt cả lên chúc mừng cô bé kê cũng chúc mừng cho công sức của an đã được đền đáp và năm sau nhất định anh sẽ đuổi kịp em cô cảm ơn anh nhưng kê nói người xứng đáng được cảm ơn là san và bridget kìa thế là an lập tức ra khoe chứng nhận hoàng gia cho san nhưng anh đáp lại bằng một câu lạnh lùng cô đã nắm được tương lai rồi sẽ không cần đến tôi nữa và ngoảnh mặt bỏ đi an chưa hiểu lắm liền kéo san lại thắc mắc anh chỉ biết ôm chầm lấy cô trong một khoảng lặng mà nói tôi không hề muốn rời xa em thế nhưng cuối cùng lại bỏ đi tiến về phía xe ngựa của bridget để mặc an như vụn vỡ con tim cũng vì thấy thương cho cô bé nên elliot mới tiết lộ cho an sự thật rằng để tìm lại số đường bạc vừa rồi anh ấy đã phải đưa cánh của mình cho Bridget. Nghĩa là vì An San đã từ bỏ sự tự do, An vẫn cố với theo mà tuyệt vọng cầu xin anh đừng đi nhưng chiếc xe ấy đã dần rời xa khỏi tầm mắt của cô. Đến đây là hết 12 tập của bộ phim rồi, các bạn hãy cùng đón chờ những tập tiếp theo mình sẽ ra mắt nhé.